làm ghé làm một cái vườn mít Indo. Thì vườn này sau cái chặng vừa rồi xử lý làm bông nè, nuôi trái nè. Đó. Đây. Thì ông gầy thì chú ông cũng cắt cũng được khoảng 30 tấn này. Thì cứ tầm khoảng từng lễ thì cứ vô đợt cắt, từng lễ vô đợt cắt đó. Trái nè. Ách ách không. Chưa. Đây. Thì vườn này thì có một cái vấn đề thì ở đây thì Nam cũng chia sẻ luôn. Vườn này thì trái thì tương đối cũng được rồi đó, ok rồi. Nhưng mà hôm nay thì Nam lên để Nam xem thử cái vấn đề là xì mủ. Đó, thì vườn này thì cũng có là một bờ gì thì cũng 4-5 cây xì mủ. Thì hôm nay thì sẵn tiện lên thì Nam coi thử tình hình như thế nào. Như lượng trái nè, quý nhà vườn ta xem nè. Giai đoạn này thì mình cũng cho đi dinh dưỡng đều đều 12 ngày một lần, 10 ngày 12 ngày một lần. Rồi phun dưỡng trái, rồi phun ngừa thối thối màu, thối thối đít, thối hông đó. Thì nói chung là giai đoạn này mùa mưa thì quý nhà vườn chúng ta biết rồi. Mưa thì bắt đầu là nó mang mầm bệnh rất là nhiều. Thì ở đây thì Nam cũng cho xịt cái vấn đề là thối màu. Đó. Rồi, thứ hai nữa là dinh dưỡng ở dưới gốc thì mình sẽ đi xô nè. Rồi hàm lượng phân NPK thì sắp tới đây thì chắc lẽ là Nam sẽ giảm lại. Giảm lại. Đây nè. Thúi cuốn nè. Thấy không? À, thúi cuốn nè. Cái này lấy cái chai MD79 với cái chai gì nhỏ nhỏ gì đó. Nam tự nhiên Nam quên tên này. Bộ đó Nam xịt cho pha 200 lít nước, mình xịt ở trong trái thôi. Xịt xương xương trong trái thôi. Nó vấn đề là cái gì? Nó chỉ thúi màu. Đây nè, thúi cuốn, đó, thúi cuốn ở chỗ này với từ tử lan cái này là hư cái trái à. Bởi vì cái gì mùa mưa tới thì phải kỹ giùm cho Nam, cứ định kỳ trái nè, quả trời trái luôn, thấy không? Đây thì cái này thì làm bông theo quy trình bên Nam nè. Vườn này thì chắc có lẽ một số anh em biết nè. Thường thường á, mình nói á, vườn này bán 30 tấn thì nói là vườn bị lớn bán 30 tấn, thì chắc là số lượng cây thì mình không công khai. Mình cũng không công khai nha. Có làm sao mà nói vậy. Trái nè. Hôm gài thì bán là vô lúc rồi. Chung là giá là bán xô là 75 ngàn. Cũng được. Dàn cây nè, hải hồn dàn cây không. Một cây 4-5 trái, 5-6 trái, 7-8 trái tùy theo cây. Bốn trái, cây này 4 trái, cây này 4-5 trái nè, mà cắt rồi, có cắt rồi rồi. Trái cũng đâu phải nhỏ đâu. Thì ách ách không. Đù nè. Thấy ham không? Đấy, nhiều khi lên cà khịa hoài mệt quá. Đây nè. Đây. Trái. Nè. Đó. Trái ách ách không đó. Đâu phải mà trái rồi gôi đâu. Ăn thua là cái gì? Đồng thanh đồng thủ. Trái nó tròn đều của trái. Đừng có đầu gà đứt dịch được rồi. Hàm chi trái cho dài lên đầu gà đứt dịch không.
nó gằn 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 nè, cái gằn này bị ghê nè. Ừ, cái gằn này là cái gằn xì mũ nè. Có nghĩa là trái nhiều khi trái nó nằm ngoài nhánh đây nè, cái nhánh nè, cái trái nè đây, thì cái nhánh này nè nó bị gút nè, bây giờ bắt đầu nó nổi gân gân cái nhánh lên nè. Thì bắt đầu nó dễ dẫn đến tình trạng xì mũ là trường hợp này nè, nó gút á, trái nhiều quá thì bắt đầu là nó gút cái cây nhánh. Nổi hột hột, hột sẵn hình sẵn nè. Ví dụ như da, mà da gì thì bình thường nè, da da này da ta gọi da mạch lương, mạch lương nè là bình thường, còn cái da này là bất thường nè, nè nó hỏi hột 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 này lên nè. Mùa mưa thì thường thì bắt đầu là nó dễ lắm, dễ xì mũ lắm, cả thậm chí mít Thái hay mít Indo gì cũng vậy hết, mít Thái thì nó cũng vậy xì mũ luôn. Còn mít Indo thì hiện tại giờ thì nó cũng xì mũ. Chung là mít thì nó là dạng thân mũ à, dễ lắm. Cây này 7-8 trái nè. Vườn này đánh vụ này là tầm khoảng từ 120 tấn. Thối màu nè. Nè. Thúi cuốn nè, thấy chưa? Bởi vì năm mới mùa này là phải cố gắng là xịt nè. Nè. Thúi nè, thấy chưa? Nó thúi cái cuốn á. Hiện tại giờ cái cuốn này nè, nó dễ bị thúi lắm, nó thúi từ từ bắt đầu nó lan hết trơn, trái này hư luôn. Như trái này nè. Xịt định kỳ là cái chai MD79 với cái chai Binanin gì đó. Năm xịt cái cho xịt cái bộ đó nhà vườn hổng gài xịt thì nói chung là vườn tược ổn á. Trái nói chung là nó không có bị thúi. Thúi cuốn thúi màu nữa. Trái này, trái nè. Trái gì thôi chứ. Long thần chờ đất luôn trái nè. Vườn này là kinh khủng á. Đây. Đó. Đây. Nó ra trái thêm nữa kìa. Ngon lành. Lại gai 10 ngày cắt một lần. 10 ngày cắt một lần. Dựng cây nè. 3 năm mấy rồi. Trái gì thôi chứ nè. Heo không nè. Kìa có thu hoạch ở đó trái rồi kìa. Trên đó cái cuốn nó thu hoạch trái rồi đó. Mấy cây này thu hoạch ra nè. Cây này còn 3 trái. Các thẩm gài cũng đã ra là gai. Lập mời giá chót vót. Ngon lành. Vườn này nói chung là vụ trước là 120 mấy tấn, 126. Vụ này thì cứ kiếm khoảng 120 tấn. Để nhiều khi quay cây hay cây cho quý nhà vườn ta xem cái nói nữa à. Đây sẵn tiện đi năm quay nhiều nhiều luôn cho quý nhà vườn ta xem. Thẩm gài là cắt hết 30 rồi, lụm hết 30 tấn, lụm hết 30 tấn rồi, giờ còn trên cây gì nè, đó là mới khởi điểm thôi. Đó, mới có khởi hành thôi đó.
Vườn này thì Nam sẽ sắp tới đây Nam sẽ cắt phần NPK, nghĩa là cắt NPK lại đi dòng xô cho nó giảm lại cái vấn đề xì mũ lại. Thì một bờ như thế này thì nó cũng xì mũ có khoảng 4-5 cây à, chứ không nhiều, nhưng mà mình sẽ giảm lại, giảm vấn đề xì mũ lại cho anh chủ nhà vườn lại. Thì một cây nó mang tầm khoảng từ 5-6-7 trái à, bây giờ kinh khủng trái không. Đây nè, 15-16 kg không à. Nặng hết biết nặng trái. Ăn thua do mình đi dinh dưỡng, mình nuôi bông nuôi trái thôi, chứ còn cái vấn đề ở đây làm bông ở đây á, thì á, làm bông á là mình phải tạo mầm hoa, đừng có lên đây cà khịa hoài mệt. Vô đây xem. Tại Nam Nam đi vườn chắc là Nam cũng tiếp xúc nhiều bà con nông dân, nhiều bà con nông dân thì nói chung á là có những bà con nông dân á thì cũng họ cũng phàn nàn lắm, nhưng mà mình không có thể nào mà mình lên đây mình nói được đâu đó. Cây trái nè, đây trái nè, mày ý là thu hoạch rồi đó, lấy gai 30 tấn rồi chứ còn mà chưa thu hoạch. Năm lên năm quay một cái nha, hải hồn luôn. Heo không nè, không phải ít đâu, vườn dữ dằn vườn lắm chứ. Cây này hồi xưa dùng đất này ở đây là trồng sòi à, nó bị ngộ độc bắt lo nè à, đất trồng sòi nè, ngay chỗ vị trí này gốc sòi xưa nè, ngộ độc bắt lo.